Rồi, xin chào mọi người ha. Hôm nay mình sẽ đi hái ớt. Cái ớt mình bữa nay nó chín cũng đỏ lắm rồi mọi người. Rồi, đây là cái luộc nước để giếng nước đầu làng. Rồi, đây là cái ớt của mình nè. Nhiều chín nhiều ghê chưa. Hôm nay mình sẽ đi hái nha mọi người. Ớt này nó nhỏ nè, hái mất thời gian thôi chứ rồi ăn nó ngon lắm nha mọi người. Chín đỏ đẹp ghê chưa. Này ăn nó cay mà nó cái kiểu ớt muốn ngày xưa. Ớt này là ớt truyền thống nè, chứ không giống như ớt giờ trái bự bự không, nhưng mà nó ít cay. Ớt này nó nhỏ nhưng mà nó cay lắm. Được nhiêu đây nè. Ớt này mình chỉ trồng ăn thôi chứ còn mà hái mà để kinh tế là không có, chắc không có kinh tế nổi đâu mọi người. Thì trái nó nhỏ quá à, hái biết chừng nào mới được 1 kg. Đây. Hái cái này nữa. Cái ớt này nó mới trồng rồi nên nó nói chung là nó mới ra trái đó, nên cái nó ra trái ít à. Bây giờ nó đang ra bông nữa nè. Đây. Đây nó ra bông nè. Đó. Vài bữa nữa là này, nó ra bông nè. Rồi hái được nhiêu đây. Còn mấy trái kia đợi về bữa nó chín thì mình hái. Với lại cái cây gần nhà nên mình cũng không cần hái nhiều, mình hái đủ ăn thôi. Đây. Đó, nhìn đẹp ghê chưa. Nhìn quay gần nên thấy nó bự vậy thôi chứ ngoài nó có chút xíu rồi nha mọi người. Cái này mà nó mình để nó chín cái nó tự rớt hột xuống là nó sẽ mọc thêm cây khác. Ở bên kia đang hát karaoke nên hơi ồn, không biết nghe có rõ không. Thôi, chào tạm biệt mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.